Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, thời gian qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp đã được huyện Đoàn Ngọc Hồ triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, làm ăn hiệu quả, góp phần động viên, khuyến khích các đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia sôi nổi. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Ngọc Hồi đã ra sức lao động sản xuất, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương của mình. Nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại thu nhập cao. Tiêu biểu là anh Đặng Đình Hào, phó bí thư đoàn xã Đắc Can với mô hình chăn nuôi heo thương phẩm, mang lại doanh thu hơn 12 tỷ đồng một năm. Không dừng lại ở đó, năm 2019, với quyết tâm mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình, anh Hào đầu tư trồng 2 hectare các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi. Hiện mô hình trồng cây ăn quả của anh Hào đã được công ty thảo dược Lên Men Agalic ở Nha Trang ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hàng năm cho thu nhập hơn 120 triệu đồng. Năm 2022, thì mình cũng có kết hợp cùng với cái công ty dược phẩm Agalic của Nha Trang thì cũng tạo ra được cái đầu ra ổn định và cũng giúp gia đình nâng cao hiệu quả hơn. Hiện tại thì bây giờ công ty của Agalic đấy thì bây giờ là làm những cái sản phẩm là nghệ lên men, rồi là chanh lên men, tắc lên men, rồi với là cam mật ong lên men. Vừa rồi là hiện tại là 100% là sử dụng cam với chanh của bên mình. Với mô hình thành công ban đầu, hiện anh Đặng Đình Hào đang tập trung cải thiện chất lượng của vườn cây ăn quả để nâng cao giá trị của sản phẩm. Mô hình trồng cây ăn quả của anh Hào cũng được Ban Thường vụ huyện đoàn chọn làm mô hình điểm để các đoàn viên thanh niên trong khu vực đến học tập, áp dụng khởi nghiệp. Sang năm tới thì mình vẫn tiếp tục duy trì, nhưng mà mình cải thiện về cái chất lượng của cái con giống đối với là cây ăn quả hơn. Cái sản phẩm là ô cốp là mỗi xã một sản phẩm. Thì bây giờ mình cũng đang tính là về một cái hướng đi sau này cho những cái cây ăn quả của mình. Thì mình có thể là phát triển theo cái hướng đấy là về cái ô cốp để nâng cao cái giá trị sản phẩm của mình. Mô hình của bạn Đặng Đình Hào thì đây là một mô hình rất là hay, bao gồm vườn heo chuồng thì và cái công nghệ thì cũng tiên tiến. Và đây thì cũng là một mô hình điểm được Ban Thường vụ huyện đoàn lựa chọn để cho các bạn thanh niên trên địa bàn huyện có nguyện vọng, có nhu cầu và có ý chí muốn khởi nghiệp lập nghiệp thì sẽ tổ chức cho các bạn tham quan hàng năm. Cùng với anh Đặng Đình Hào, chị Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Bí thư đoàn thị trấn Pleikon cũng vươn lên làm giàu chính đáng bằng sự cần cù chịu khó của mình. Năm 2017, chị Liên đầu tư trồng 1 hectare cây cà phê xen canh cây sầu riêng. Thời gian đầu, mô hình của chị gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt do các cấp bộ đoàn tổ chức, nên chị đã có thêm kiến thức để áp dụng vào mô hình. Hiện vườn cây của gia đình chị đã cho thu hoạch, đem lại thu nhập ổn định hàng năm. Từ số tiền tích góp được, năm 2021, chị Liên tiếp tục vay vốn, mở rộng diện tích trồng cây mắc ca và nuôi thêm cá, ốc bưu đen, đem lại thu nhập hơn 200 triệu đồng một năm. Bên đoàn thị trấn cũng cho tôi cũng đi học nhiều lớp tập huấn về trồng cây ăn quả, rồi các loại bệnh ở cây, rồi tập huấn về phát triển kinh tế, rồi là tôi cũng được tiếp cận nguồn vốn vay của chính sách của nhà nước để phát triển kinh tế cho gia đình. Tôi cũng áp dụng được vào cái cuộc sống của mình, tạo điều kiện cho tôi thấy cũng tự tin vào lao động sản xuất, đạt được kết quả cao. Xác định đồng hành cùng thanh niên trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Hàng năm huyện đoàn Ngọc Hồi đều xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã thị trấn thực hiện. Qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp, lập nghiệp. Bên cạnh đó, để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, huyện đoàn còn thường xuyên tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức cơ bản, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp trong tương lai.
đồng thời kết nối để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế và các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện ý tưởng khởi nghiệp. Tính đến nay, tổng dư nợ trên địa bàn huyện do đoàn thanh niên quản lý hơn 82.100 tỷ đồng với 35 tổ tiết kiệm và vay vốn và hơn 1.600 hộ vay vốn. Ban thường vụ huyện đoàn cùng song hành và đồng hành với các bạn đoàn viên thanh niên từ việc hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên tạo lập ý tưởng để khởi nghiệp và song song với đó thì sẽ hỗ trợ các bạn lên ý tưởng và thực hiện hóa các ý tưởng mà các bạn đã đề ra và chưa có cơ hội để thực hiện mục tiêu của mình. Thì ban thường vụ huyện đoàn phối hợp với lại các đơn vị liên quan để hỗ trợ được tốt nhất cho các bạn đoàn viên thanh niên. Bằng tài năng và sức trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Ngọc Hồi đã lan tỏa phong trào khởi nghiệp, khơi dậy nhiệt huyết, ý chí khát khao, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Qua đó góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và khát vọng của tuổi trẻ để cùng xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu mạnh.